Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thỉnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay có cái đề tài về lễ Giáng sinh. Và thưa quý vị, chỉ còn có khoảng hơn một tuần nữa là đến ngày lễ. Trong cái studio hôm nay, chúng tôi có sự hiện diện của Phương Mai. Thưa quý vị cũng biết, Phương Mai là một xứ ngôn viên của đài truyền hình Hoa Thỉnh Đốn mà ít khi có cái cơ hội để ngồi lại nói chuyện với nhau. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái chương trình về lễ Giáng sinh. Chào Phương Mai. Dạ, chào cô Bạch Mai. Cô Bạch Mai có khỏe không? Cảm ơn Phương Mai, cô khỏe. Dạ. Hôm nay mình được gặp nhau ở đây để nói chuyện về lễ Giáng sinh cũng là một tia điều vui, phải không? Dạ. Phương Mai? Chỉ còn có hơn một tuần nữa, yeah, là đến lễ. Yeah. Thì trước tiên cô hỏi Phương Mai là đã sẵn sàng chuẩn bị cho lễ xong chưa? Dạ thưa cô Bạch Mai, là bây giờ cũng chỉ còn khoảng có một tuần lễ nữa đã đến Giáng sinh rồi. Nhưng mà Phương Mai cũng chưa có chuẩn bị gì được nhiều cho cái lễ Giáng sinh hết. Nhưng mà năm nay thì Phương Mai thấy giống như là cái không khí của lễ Giáng sinh nó trùng xuống, là tại vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra, là chuyện khủng bố xảy ra ở bên Paris, Pháp, rồi gần đây là ở California. Cho nên là thấy giống như là mọi người chưa có sẵn sàng cho Christmas. Và thời tiết thì cũng ở vùng Washington này thì cũng là quá là ấm cho cái mùa lễ Giáng sinh, phải không cô? Cô cũng không biết là khí hậu như thế, yeah, nào, nhưng mà tự dưng mấy ngày nay trời rất là ấm, yeah, 70 độ hay hơn. Yeah. Thì không có cái lạnh như là mùa, yeah, Giáng sinh mà như mọi năm. Yeah. Thì nhưng mà cũng chưa chắc, chỉ trong có thể trong tuần tới hay là thời gian, yeah, tới sẽ lạnh. Nói về cái vấn đề mà tất cả người dân ở tại Hoa Kỳ này đón mừng lễ Giáng sinh, như Phương Mai nói là có hơi không có được rộn ràng như mọi năm, yeah, là bởi vì những cái biến cố xảy ra. Yeah. Nhưng mà cô nghĩ rằng dù muốn dù không, người ta vẫn đón mừng lễ. Yeah. Và cái vấn đề đi mua sắm thì có lẽ như Phương Mai nói cũng đúng, nó bớt đi. Tại vì nó cũng nhiều cái yếu tố, nhưng mà họ đi shopping online nhiều hơn. Theo, yeah, cô nghĩ như vậy. Yeah. Nhưng mà nếu mà nhìn chung quanh đó, thì Phương Mai thấy không khí Giáng sinh cũng đã thấy rằng đã xuất hiện rất nhiều nơi, giống như những cái nhà họ trang trí, yeah, những cái cảnh trí ở ngoài hay là ở trong nhà. Chắc chắn là đa số những người Thiên Chúa giáo thì người ta cũng, hay là có những người không có theo đạo Thiên Chúa mà họ, yeah, vẫn celebrate Christmas, yeah, thì họ vẫn trang trí những cây thông hay là bên trong, bên ngoài, nhất là vườn có những nhà làm rất là đẹp. Yeah. Nói đến Christmas tree thì mọi nhà như mình nói là đều thấy có office, ở shopping, yeah, ở nhà, yeah, những tư nhân. Yeah. Nhưng mà chúng ta đang ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, yeah, thì có những cây Giáng sinh rất là đặc biệt, yeah, mà mình cũng nên nói và gửi đến cho quý thính giả, yeah, để thấy cái hình ảnh của cây Giáng sinh ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tại vì đây là coi như là chính ở trên nước Mỹ, yeah, thì có cây Giáng sinh quốc gia. Yeah. Thì bây giờ có ba cái cây Giáng sinh, là cây Giáng sinh ở trong nhà tòa Bạch Ốc, yeah, cây Giáng sinh quốc gia và cây Giáng sinh ở điện Capitol. Yeah. Thì bây giờ Phương Mai nói về cái Giáng sinh mà ở trong tòa Bạch Ốc đi, cái cây Giáng sinh ở đó như thế nào? Dạ thưa cô Bạch Mai, là cái cây Giáng sinh, cây Noel, Christmas tree ở trong tòa Bạch Ốc đó, là mỗi năm là thường thường được trang trí bởi First Lady, phải không cô? Và cái cây Christmas đó là được mang về từ Pennsylvania, mà cao 18 feet hả cô? 18-19 feet, 18, tức là năm nay feet. Là cây, dạ, đó đem về từ Pennsylvania. Dạ. Thì thường là First Lady được trang trí, nhưng mà cũng có rất là nhiều người giúp. Dạ. Không phải chỉ cây Christmas không, mà còn có nhiều thứ trong tòa Bạch Ốc. Có nhiều phòng, cũng có nhiều cây Christmas tree. Dạ. Ngay cả con chó của Tổng thống cũng được nặng thành ra một cái hình để mà để trưng trong ngày lễ. Yeah. Năm nay thì mọi năm qua thì cô thấy rằng cái hình thức mà decorate ở trên cây Giáng sinh ở tại tòa Bạch Ốc đó thì hầu như là có một cái biểu tượng là để vinh danh những người quân nhân, những người lính, yeah, đã mà
họ hy sinh họ đi công vụ, họ đi ở, nhất là những người đang ở các nơi xa ở ngoài ngoài nước Mỹ. Thì đó là để làm như vậy thì cũng là một điều cô thấy tốt. Họ có nghĩ đến những người chiến sĩ. Kế đến là mình quên nói là cái cây đó đem tới tòa Bạch Ốc bằng cách nào hả? Dạ thưa cô, cái đó thì Phương Mai không biết. Cô nghĩ là chở nhưng mà đưa tới tòa Bạch Ốc, cô thấy có cái xe ngựa kéo tới chở. Rồi First Lady ra đón lấy cây Christmas. Thì đó là ở trong tòa Bạch Ốc. Bây giờ mình đi ra ngoài thì mình thấy là cái cây Giáng sinh quốc gia. Được dựng cây Giáng sinh quốc gia ở tại... Cái cây Giáng sinh, cái National Christmas Tree năm nay thì cái buổi lễ mà thắp sáng đèn cho cái cây Christmas Tree của National Christmas Tree năm nay là được tổ chức vào ngày 3 tháng 12, là có Tổng thống Obama và gia đình tham dự cái buổi lễ đó. Và năm nay là năm thứ 93 phải không cô? Là cái cây Christmas đó được dựng lên. Không, nhưng mà năm cái thủ tục chứ không phải là cái cây, cái cây dựng lên. Cái ngày đó là cái ngày mà thắp sáng đèn cho cái cây Christmas. Mà cô Bạch Mai có thấy lạ không? Năm nay là mỗi một năm thì cái trang trí cái khác nhau, thì năm nay là Phương Mai được thấy là nguyên cái cây nó màu vàng. Màu vàng với lại màu silver. Thì không biết là cô Bạch Mai có biết là cái màu vàng đó là một sự tình cờ tổ decorate cô màu vàng không? Hay là có tượng trưng cho một cái điều gì không? Năm ngoái thì màu xanh lá cây thì theo cô nghĩ màu xanh là màu hy vọng. Còn năm nay là màu vàng thì thiệt sự ra mình cũng không chưa hiểu cái ý nghĩa của cái việc trang trí. Cái đó cũng tùy theo cái những cái nhân viên mà của Park Service họ làm. Cây Giáng sinh quốc gia đó không có chở đi từ đâu tới hết. Mà cây đó đã được trồng xuống ở ngay tại cái công viên Ellipse trong cái President Park. Thì cô nhớ là hồi đem tới, tại vì có mấy lần đó đã trồng xuống rồi bị bão gãy xong rồi họ lại trồng lại cây mới. Thì cây mới cao khoảng 26 feet rưỡi. Trong 1-2 năm qua thì nó cao lên được một chút là 28 feet. Nhưng mà ở service, những người mà làm ở park service đó, họ không, họ giữ cái cây ở cái độ cao nó như vậy, họ không có muốn nó cao hơn nhiều. Thì Phương Mai có biết mỗi lần trang trí cái cây đó khó lắm không? Dạ chắc là phải khó chứ khó cô, tại nó là cái cây sống đó. Mình không có muốn, họ không muốn làm cho nó bị damage. Thành ra thường họ trang trí vậy đó là họ có một cái lưới họ phủ cái cây. Rồi trên đó họ mới là cho mới trang trí đèn. Thì cái cây đó nó khoảng cô nghĩ là cô nhớ không biết là bao nhiêu năm rồi, từ cái kỳ bão rồi kỳ trước. Phương Mai thấy rằng cái số lượng người tới tham dự mỗi năm đó, mà khi mà đốt đèn cho cái cây National Christmas Tree thì có rất là nhiều dân, người dân ở trong vùng hay các nơi, ngay cả du khách họ cũng tham dự để mà cái để mà chứng kiến cái lễ đó. Mà mình phải mua vé, phải mua ticket mới vô được phải không cô? Mình không có mua vé, mình họ cho vé free nhưng mà với điều kiện là mình phải ghi tên và bốc thăm. Thì người nào may mắn bốc thăm được thì mới được đi. Cô thấy năm nay đỡ là trời không có mưa, chứ năm ngoái là mưa tầm tã, người ta vẫn ngồi, người ta lạnh, người ta ngồi. Và dưới chân của cái cây National Christmas Tree đó là có những cái cây Christmas nhỏ để tượng trưng cho mỗi tiểu bang. Ở chung quanh. Chung quanh. Cái đó là có kêu là cái con đường đi đến hòa bình. Thì có những cái mỗi cây tượng trưng cho một tiểu bang, rồi tiểu bang và những cái thuộc địa cũng như là cho Washington D.C. Thì những cái cây đó mỗi tiểu bang là họ dựng và họ trang trí lấy. Bên dưới cái cây thì lại có những cái trang trí những cái như là thành phố rồi đường xe lửa rồi tất cả những cái sinh hoạt gì ở trong trong cái những gì mà hàng ngày đó là họ có làm ở đó, họ có để ra đó. Còn rất nhiều và có hòa nhạc, có những ca sĩ nổi tiếng đến trong cái buổi lễ đó. Thì
từ đó mình sẽ đi qua bên điện Capitol. Tại cây Christmas tree đó cũng cũng rất là đẹp và cũng đặc biệt lắm. Thì cây đó là đem về từ Alaska. Mà năm nay rất là đặc biệt, cái cây rất là cao, cô. Cây đó năm nay là cao tới 74 feet. 74 mà feet. Phải mất hết 2 tuần lễ mới di chuyển cái cây đó từ Alaska về tới DC, Washington DC. Mà không phải là chỉ chở bằng xe không, mà lúc đầu á là chở bằng tàu, bằng boat, rồi sau đó mới bằng xe truck, rồi mới đi, mới chở được tới đây. Mà trên cái đoạn đường mà chở cái cây tới đây á, thì lại gặp cái thời tiết nó quá là xấu. Cũng sợ nhiều khi nó hư cái cây. Phương Mai biết không, đó là đi nhanh đó, 2 tuần lễ có những lần, những năm mà cái cây Christmas tree phải đi cả tháng. Mà đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, đi vòng vòng vòng. Và đó là chưa kể cái tiểu bang mà họ tặng cái cây đó, họ lại còn làm lễ ăn mừng này kia, chia tay với cái cây xong trước khi cái cây đi nữa. Thành ra, nhưng mà cái National Christmas Tree thì thắp đèn sáng là tổng thống và gia đình. Còn cái cây Christmas ở điện Capitol, ở cái sân cỏ phía nam đó, thì cái buổi lễ thắp sáng đó thì Phương Mai nhớ là ai làm không? Dạ thưa cô Bạch Mai, là có Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Dạ, với một em bé 10 tuổi từ Alaska. Dạ, như vậy là đúng rồi. Tất nhiên là bây giờ mình nói đến những cây Christmas tree là có 3 cây đặc biệt. Bây giờ mình đi xa hơn chút nữa. Mình đi lên miền Bắc, mình thường nổi tiếng nhất là ở tại thành phố New York. Ở trên đó cũng hàng năm cái cây Christmas tree cũng đẹp lắm. Ở tại Rockefeller Center. Thì cây Christmas tree đó cũng cao và cũng trang trí. Nhưng mà Phương Mai nghĩ coi cái cây đó cao bao nhiêu? Nghĩ thì chắc là không biết là cao bao nhiêu, chỉ biết là cao lắm thôi. Nhưng mà cô Bạch Mai có biết là chính xác là cao bao nhiêu cái không? Cây đó cao là 78 feet. Wow, vậy là còn cao hơn cái cây ở Capitol. Tại vì cái trung tâm đó. Và Phương Mai biết là đã bao nhiêu năm họ làm cái thủ tục đó không? Để dựng cây Christmas tree ở Rockefeller Center. Thưa cô không biết, Phương Mai chỉ biết là cái cây ở National là năm 93 nay là 93 năm. Ở đây là 80 năm. 80 năm, dạ. Và đặc biệt là cái có tới, bạn biết bao nhiêu, 30.000 cái bóng đèn nhỏ trên đó. Wow. Để mà họ trang trí. Thì cái cây đó ở ở trên New York có cái đặc điểm đó và du khách tới coi nhiều lắm. Coi như là rất đẹp. Mà bên cạnh ở đó Rockefeller, Phương Mai nghĩ là có cái gì khác nữa? Dạ thưa cô Bạch Mai, nói tới New York á, thì không có thể nào mà mình, cái này thì mình nói hơi xa một chút xíu, nghĩa là Christmas rồi sẽ tới New Year, thì làm rất là nhiều người du khách ở nước ngoài hoặc là ngay cả mình ở đây, năm nào ai cũng muốn là đi lên New York để đón cái năm mới New Year Eve, để mà nhìn thấy cái cuộc trái cầu mà được thả từ ở trên cao xuống. Mai mốt New Year mình sẽ nói về cái nơi thả quả cầu. Đó là mình đi từ New York. Thưa cô, nhưng mà từ nãy cô nói có 3 cây, có 4 cây, mình đi xa một chút. Nhưng mà bây giờ Phương Mai muốn đố cô là bây giờ mình đi gần một chút á, thì bây giờ còn một cây Christmas nữa, là cây Christmas ở đâu? Ở nhà Phương Mai. Vậy thưa cô, Phương Mai muốn hỏi là năm nay ở nhà cô Bạch, trong nhà cô Bạch Mai, cô Bạch Mai có trang trí cây Christmas tree của cô cũng rất là dễ thương. Có đèn, rồi cũng có nhiều ornaments. Có để có cái không khí, và bên cạnh đó cũng có những cái trang trí khác. Bây giờ mình đi lên trên New York, bây giờ mình đi xuống miền Nam. Mình đi xuống miền Nam thì ở có một cái, thường Christmas tree là những cây thông. Nhưng mà có những nơi họ không làm cây thông, mà họ làm thành bằng những cái vật dụng mà họ kết thành cái cây Christmas tree. Thì cô thấy là ở dưới Charlotte, North Carolina, họ có một cây Giáng sinh, mà cây Giáng sinh đó không phải là cây thông. Mà là họ lấy những cái chai đó, Phương Mai, chai bằng nhựa màu xanh, rồi họ kết, họ làm thành một cây Giáng sinh. Thành thử ra cũng có những cái đặc điểm như vậy. Thì bây giờ mình nói đến, chẳng hạn mình nói có những cái ở xa, ra ngoài nước Mỹ một chút. Thì cũng có những cái hay như cô thấy muốn chia sẻ với Phương Mai đó, là ở Rio de Janeiro họ có cái cây Giáng sinh
mà họ không có dựng ở trên đất, họ cũng không dựng trong nhà, mà họ làm nó nổi, họ thả trên một cái hồ, họ để cho nó nổi, nó floating trên cái hồ, mà cái hồ nước đó là nước mặn. Thì cái cây đó là như cô thấy đó, là nó cao nhất thế giới, cao nhất thế giới với bao nhiêu bao nhiêu triệu bao nhiêu triệu bóng đèn Phương Mai đoán thử coi. Đoán 3.1 triệu bóng đèn được thắp thắp sáng trên cái cây Giáng sinh năm nay. Và nó nặng là bao nhiêu? Hơn 500 tấn. Thì dân chúng họ rất là thích, họ đi về họ đứng họ chứng kiến những cái đó. Thì cũng còn có những nơi chẳng hạn như họ không có họ ăn Noel đó, thay vì mình Noel thì mình ăn turkey phải không? Như ở bên South Africa, Phương Mai họ ăn, cái này nói ra Phương Mai sợ luôn đó. Họ bắt mấy con sâu họ chiên xong họ ăn. Mấy con sâu mà chiên hả cô? Nó giống Phương Mai thấy ở Việt Nam có rồi. Con sâu họ chiên thành ra từng cái gì đó rồi họ ăn, thì họ ăn như vậy. Còn ở bên Nhật á thì họ lại ăn Kentucky Fried Chicken. Họ order cái đó rồi để mà họ ăn. Hoặc là ở Mexico. Ở Mexico thì có những nơi họ lại họ lấy củ cải, họ khắc thành những cái tượng, rồi họ làm gỗ con ngựa bằng bằng cái loại giống như gỗ vậy đó để họ chưng, chứ họ không chưng cây thông. Còn ở Sweden đó thì thay vì họ chưng một cây thông lớn giống như mình chưng ở các nơi ở đây, thì họ làm một con ngựa cũng bằng cái loại giống như gỗ vậy đó, họ chưng ở giữa thành phố. Mà Phương Mai biết không, cái họ chưng cái con ngựa đó như vậy đó, con ngựa đó lớn lắm. Nhưng mà trong vòng 40 năm chỉ có 13 lần á, là con ngựa còn nguyên cho tới Christmas. Còn không là người ta đốt nó trước khi trước khi Christmas. Nó có những cái ngộ ngộ như vậy đó. Thì nếu mà mình tìm hiểu thì còn nhiều nữa, nhưng mà hôm nay thì mình chỉ nói như vậy thôi. Thì bây giờ đó, trong cái không khí Giáng sinh đang sắp sửa tới, thì Đài Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn muốn gửi đến tất cả quý khán thính giả lời chúc Christmas. Phương Mai chúc. Phương Mai xin đại diện tất cả các anh chị em trong Đài Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin kính chúc quý khán thính giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và được nhiều quà. Và được nhiều quà. Cái đó là quan trọng mà Phương Mai quên. Người nhỏ, người lớn gì cũng rất là thích có quà Giáng sinh. Thì để tiếp lời Phương Mai, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những chương trình chúng tôi gửi đến quý vị hàng tuần. Và mong rằng quý vị sẽ có những ngày rất là vui trong lễ Giáng sinh, cũng như là sắp sửa đến năm mới nữa. Trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chào Phương Mai. Chào cô Bạch Mai.